Rồi, đâu có ở dưới đâu. Thôi. Đó. Mọi người thấy không? Đó, tóc nè, bới lên, tại vì cái nhân vật này đó là nói chung là làm vợ của một ông chủ, cho nên mình phải sang trọng. Ở ngoài thì đang quay đó, thì Lê Giang thì bây giờ đang rảnh rỗi nè, rảnh rỗi rồi thì muốn tâm sự với cả nhà chút xíu. À, thấy rồi, mình nhớ rồi. Mọi người ơi, mọi người có xài bà lão chưa? Bà lão nè, tốt lắm đó, cái này là trị mụn nha. Đây, trước tiên là xài cái bà lão này thì chúng ta nên rửa mặt đi, sữa rửa mặt á. Đây. Đây là sữa rửa mặt nha cả nhà. Nè, sữa rửa mặt đây. Đó, này rửa mặt nè sẽ làm cho sáng da và săn da, hồng da đẹp lắm nha cả nhà. Đây là thương hiệu của bà lão. Đó, mọi người xài chưa? Mọi người xài bà lão này chưa? Rất là tốt nè. Đó, hôm nay là đi quay phim nhưng mà chắc có lẽ về hơi trễ á. Trễ thì Lê Giang có đem cái bộ sản phẩm này để mà có gì tối có thể làm nghỉ ngơi thì Lê Giang có thể là rửa mặt tẩy trang rồi xong xài cái rửa mặt của bà lão này nè sẽ làm cho sạch mụn ha. Cái trước tiên là làm sạch da, sạch mụn, trắng hồng. Rửa rất là mát, rất là mịn nha cả nhà. Đó. Và sau đó rồi cả nhà xài tới cái hộp này là cái hộp kem nè. Cái này là kem kem sữa dừa à, kem sữa dừa và matcha nữa, cho nên là sau khi mà chúng ta rửa mặt rồi đó thì chúng ta sẽ xài cái này. Trời ơi, cái này làm đã lắm, không có bị mụn và làm mịn sáng da lắm. Mọi người ơi, mọi người có thấy sản phẩm bà lão này không? Mọi người có ai xài này chưa? Chắc là cũng có nhiều người xài cái này lắm và cũng khen là sản phẩm này rất là tốt. Con đợi mẹ xíu, mẹ 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 giới thiệu cho mọi người biết cái này để mẹ chia sẻ cho mọi người nha con. À, mọi người biết không đó, mọi người thấy mặt của Lê Giang nè, lúc nào cũng sạch sẽ và lúc nào cũng trắng hồng mà te khít lỗ chân lông. Cái này cái là điều quan trọng nhất cho Lê Giang, tại vì đi la Lê Giang đi quay suốt à, cho nên là dùng cái sản phẩm bà lão này thì mặt Lê Giang nè mọi để sát luôn sẽ không có mụn và làm cho sáng da và làm cho không có bị đốm tàn nhang rồi đó. Đó và làm cho trắng da nữa nha cả nhà. Nè, đặc biệt là ai mà bị mụn á, xài đi rồi sẽ thấy không còn mụn và sẽ làm trắng da lên đó, thích lắm cả nhà ơi. Và sau đó đây là cái hũ serum. Sữa serum sẽ làm cho săn chắc da ha. À, thì đang đang quay phim đó chứ, nhưng mà rảnh rỗi cho nên là Lê Giang muốn chia sẻ cái này nè, tại vì nó tốt quá à. Nó tốt quá thì livestream cho cả nhà thấy. Đây là sữa dừa matcha. Đây là sữa dừa matcha nha cả nhà. Thương hiệu là bà lão sẽ làm cho trắng da nè, sẽ làm cho nghĩa là không có bị mụn á, nghĩa là sạch da luôn và làm cho nó mất đi cái đốm nám tàn nhang luôn. Đây, nhớ nha cả nhà mua bộ sản phẩm này xài thử đi. Cái bộ này sẽ làm cho các bạn là sẽ làm cho trắng da nè, không có bị mụn nè, không có bị đốm tàn nhang. Mọi người nhìn Lê Giang đi đi quay suốt ngày luôn đó, nên là phải đem theo, tại tối nay nó quay đêm á, cho nên là phải đem theo để có gì rửa mặt nè rồi xài lên rồi xong rồi đi về nhà rồi thấy cho nó mặt mày cho nó khỏe, rất là mát mẻ. Và sau đó xài cái serum này nữa, cái serum của bà lão nữa. Serum bà lão này rất là tốt nha cả nhà. Còn đây là sữa rửa mặt. Đó, nè, nó có công thức ở trong đây nè, mọi người mua đi rồi mọi người sẽ đọc cái công thức ở đây thì ở đây rất là rõ. Ừ,
Ai mua thì cứ inbox nha. Thì nói chung là bé Đào ơi sẽ sẽ tư vấn cho cả nhà thêm đó. Mọi người thấy không, đi quay suốt vậy đó, đi quay suốt mà da mặt không hề có mụn, không hề có mụn, và những cái đốm tàn nhang hay là thâm gì cũng không hề có ha. Nè, cho nên là khi mà mình rửa mặt xong mình thấy da mặt mình nó sạch sẽ và nói chung mà mát, và khi mà tẩy ra thì mặt trắng hồng vậy đó, mà không có mụn, mà không có đốm tàn nhang nữa đó. Là mọi người thấy không, Lê Giang đi quay suốt à, đi quay suốt nè, đi quay mà đem theo sản phẩm nữa đó chứ, tại vì tối nay quay đêm cho nên là phải cần khi mà chút xíu nữa đó là rửa mặt cho nó sạch sẽ để có thể là mình make up lại, tại vì cái mặt này từ sáng tới giờ rồi, cho nên là một chút xíu nữa Lê Giang sẽ rửa mặt nè. Cái rửa mặt này sẽ làm cho sạch da, cho trắng da và không còn cái vết nám và xe khích lỗ chân lông, không có mụn, đặc biệt là không có mụn nha. Ai xài bà lão này đi rất là chất lượng, không hề có mụn nha. Người nào có mụn xài sẽ hết mụn liền, rất là tốt nha cả nhà. Mọi người ơi, sản phẩm này của bà lão nè, đây là sữa rửa mặt nha, còn đây là serum nha nha, còn đây là kem sữa dừa, có matcha nữa, kem sữa dừa matcha nữa, cho nên là mọi người xài đi, thích lắm. Nghĩa là mặt ai mà mụn hay là xấu thâm này kia nọ đó là xài cái kem sữa dừa này, matcha này là các bạn sẽ thấy hết mụn và rất là sạch và trắng hồng. Và đặc biệt là nói chung là da mặt ai xấu xài lên sẽ đẹp, bảo đảm đó. Mọi người ơi, mọi người nhớ nha, bộ sản phẩm trị mụn của bà lão, bà nè, sữa rửa mặt. Và cái này là serum đó, còn cái này là kem sữa dừa matcha làm trắng da, mất đi vết nám tàn nhang và không có mụn luôn, triệt mụn hẳn luôn nha cả nhà. Đúng rồi cả nhà ơi, ai mà xài nè thấy rất là tốt. Đây nè, để chị Lê Giang ấy ra cho, đang quay á chứ, mà rảnh rỗi để chia sẻ cho cả nhà thấy. Mà cả nhà thấy không, Lê Giang không có hề có mụn luôn, không có mụn và tẩy trang ra rất là trắng hồng và không có bị tàn nhang gì hết. Đây mở ra sản phẩm ra cho cả nhà xem. Đây là chai serum, lắc lên rất là thơm mùi thuốc bắc. Đây là hiệu bà lão, mọi người có những người xài bà lão rồi, rất là chất lượng và rất là tin tưởng hiệu bà lão này, và những người mụn dễ sợ mụn luôn và xài và sạch mụn luôn vậy đó, và trắng hẳn ra và mịn ra, không còn đốm tàn nhang gì hết. Các bạn cứ inbox đi, tổng đại lý bà lão sẽ giao hàng cho các bạn. Còn đây là sữa rửa mặt. Đi quay á đi chứ, mà tối nay quay đêm cho nên là nè, nó có sẽ có đây là cái sữa rửa mặt pha với nước, đó là cái chất bột nha, rất là thơm. Rửa để cho trắng mặt, không có mụn, trị mụn rất là hay, trị mụn nha, trị mụn rất là hay. Ai mà có mụn xài bà lão đi sẽ hết mụn, trắng da, đẹp da. Sản phẩm bà lão này chắc chắn là mọi người sẽ thấy hiện giờ là tại thị trường thì rất là hot, và nói cho mọi người biết đây là sản phẩm của Droger, là cái thuốc đặc trị của phụ nữ á. Thì Lê Giang thì là thương hiệu cho cái sản phẩm Droger, và đây cũng là cái sản phẩm bà lão này của Droger luôn, cho nên là giới thiệu cho cả nhà luôn những cái gì mà tốt, những cái gì mà Lê Giang xài thì Lê Giang giới thiệu qua cho mọi người biết. Nó sẽ trị những người nào bị mụn sẽ hết mụn và làm cho trắng sáng da, hồng da lên và không còn đốm tàn nhang nữa nha. Một cái chai serum, còn đây là
kem sữa dừa. Kem sữa dừa chúng ta xức lên. Này, hộp kem nè. Thơm lắm, mà cái hộp đẹp nữa. Đó, chúng ta xức lên, đó xức lên để làm cho nó hết mụn và nó làm trắng sáng da lên, hồng da, những cái vết thâm đen sẽ mất đi luôn. Đặc biệt là trị mụn hay lắm cả nhà. Bà lão nha cả nhà. Hiện giờ là các sản phẩm bà lão này rất là được khách hàng yêu chuộng. Và Lê Giang nói cho cả nhà biết là sản phẩm bà lão này cũng là cái thương hiệu mà Droger, sản phẩm mà đặc trị cho phụ nữ á. Thì Lê Giang đang là thương hiệu cho nên là cái thuốc đặc trị Droger á rất là bán rất là chạy và rất là tốt. Cho nên là khi những người phụ nữ nào mà xài cái Droger rồi ai cũng thích và cũng cũng nói là Lê Giang đây là sản phẩm tốt mà tôi đã từng xài rồi. Thì hôm nay cũng chia sẻ thêm là cái bộ sản phẩm trị mụn của bà lão ha. Nó có một cái hộp là rửa mặt và cái hộp kem sữa dừa và một cái nữa là cái serum nha cả nhà. Đây là bà lão nha cả nhà. Rồi cả nhà có gì chia sẻ giùm Lê Giang, rồi cứ ai muốn cái gì cứ inbox có bé Đào ơi đó, cái Facebook Đào ơi á, sẽ tư vấn và sẽ nói đại lý chuyển hàng cho cả nhà nha. Rồi nhớ nha cả nhà, chia sẻ cái này đi, rất là tốt và rất là trị cho hết mụn luôn đó. Ai mà mụn nặng là trị hết luôn và làm cho sáng da, không còn tàn nhang, rất là đẹp da nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà một buổi chiều thật là vui vẻ.